Dạ. À, em tên là Thế Sĩ. Năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi mà sao chị nhìn tưởng như mới 16 vậy? Hôm nay lên đây ứng tuyển gì đây? Công việc gì? Dạ. Ủa em làm gì chị? Không biết, em không biết thiệt, chị ưng cho em làm gì em làm đó, em cái gì em cũng làm được hết chị. Thôi được rồi, tôi nhận cậu. Dạ em cảm ơn chị. Dạ sếp, giao việc cho em đi. Em mắc làm dữ lắm rồi sếp. Mắc làm vậy hả? Dạ. Mắc làm hả? Dạ mắc lắm luôn. Rồi hôm qua hứa với tôi nhớ không? Dạ. Dạ hứa mà để bên đây. Giao việc mà ngồi gần quá. Gần cái gì đâu không biết thì giao việc có phải ngồi gần. Sao? Nói là hả hứa là hả làm cho sếp vui. Thì bây giờ làm cho sếp vui đi. Đây nè. À, sếp ơi, sếp ơi, em có vợ rồi sếp ơi, em không có vợ nha. Quý à, đó cái thế này là vô thế chắc rồi, đâu có cãi gì được cưng. Sao, sao, sếp ơi. Nhiều chị đi chị thương mà. Ê, không làm đâu.